Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Ruter chương 1. Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Có một người từ Bethlehem, xứ Juda, đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Moab. Người tên là Elimelech, vợ tên là Naomi. Hai con trai tên là Mạc-lôn và Kilion, đều là dân Ephrat về Bethlehem trong xứ Juda. Đến xứ Moab, chúng bèn ở tại đó. Elimelech chồng của Naomi qua đời, để nàng lại với hai con trai mình. Chúng nó cưới vợ trong người nữ Moab, người này tên là Ọt-ba, người kia tên là Ruter. Họ ở tại đó độ 10 năm. Kế sau, Mạc-lôn và Kilion cũng thác, để Naomi ở lại, không chồng, không con. Bây giờ Naomi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái xem dân sự Ngài và ban lương thực cho. Bèn đứng dậy cùng hai dâu mình đặng từ xứ Moab trở về. Vậy, người lìa bỏ chỗ mình đã ở, cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Giu-đa. Nhưng Naomi nói cùng hai dâu mình rằng, mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người thác của chúng ta và đã đãi chính mình ta. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới. Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc và nói rằng, chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ. Naomi đáp, hỡi hai con gái ta, hãy trở về, đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn những con trai trong lòng có thể làm chồng chúng con sao? Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi, mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại, dù bây giờ mẹ nói, ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng. Dẫu ta sinh đẻ con trai đi nữa, chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó khôn lớn và không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ. Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Đoạn, Ọt-ba hôn và từ biệt bà gia mình, còn Ruter không chịu phân rẽ người. Naomi nói cùng Ruter rằng, này, chị con đã trở về quê hương và thần của nó, con hãy trở về theo nó đi. Ruter thưa rằng, xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó. Mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi. Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Naomi thấy nàng quyết định theo mình, nên không nói nữa. Vậy, hai người đi đến Bethlehem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm động. Các người nữ hỏi rằng, ấy có phải Naomi chăng? Người đáp, chớ gọi tôi là Naomi, hãy gọi là Mara, vì đấng toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi và đấng toàn năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi là Naomi làm chi? Naomi và Ruter, người Moab, dâu của Naomi, từ ở xứ Moab trở về là như vậy. Hai người đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch. Chương 2. Naomi có một người bà con bên chồng, người có quyền thế và giàu,
về họ hàng Elimelech, tên người là Bô-ô. Ruter, người Moab, thưa cùng Naomi rằng: Xin để cho con đi ra ngoài ruộng đặng mót giá lúa theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót. Naomi đáp: Hỡi con, hãy đi đi. Vậy Ruter đi theo sau các con gặt mà mót trong một ruộng kia. Té ra may cho nàng gặp sở đất của Bô-ô về họ hàng Elimelech. Và này Bô-ô ở Bethlehem đến, nói cùng các con gạt rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Chúng đáp: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Đoạn Bô-ô nói cùng đầy tớ coi sóc các con gạt rằng: Người gái trẻ này là con của ai? Người đầy tớ coi sóc các con gạt đáp rằng: Ấy là người gái trẻ Mô-áp, ở từ xứ Mô-áp trở về cùng Naomi. Nàng có nói cùng chúng tôi rằng: Xin cho phép tôi đi sau các con gạt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa. Nàng đã đến từ sáng, đứng mót cho đến bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút. Bô-ô nói cùng Ruter rằng: Hỡi con gái ta, hãy nghe. Chớ đi mót trong ruộng khác và cũng đừng xa khỏi chỗ này. Hãy ở cùng các tớ gái ta, xem người ta gặt trong ruộng ở nơi nào thì hãy đi theo đó. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến nàng. Nếu có khác, hãy đi uống nước nơi bình của chúng sẽ múc cho. Ruter bèn sắp mình xuống dưới chân người, cúi đầu đến đất mà thưa rằng: Vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến đổi ông đói xem tôi vốn là một người ngoại bang? Bô-ô đáp: Người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng từ khi chồng nàng chết, và cách nào nàng đã lìa cha mẹ, xứ sở sinh của nàng, đặng đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm. Nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn. Nàng thưa rằng: Hỡi Chúa, Chúa đã an ủi và dục lòng kẻ tôi tới Chúa. Cầu Chúa lấy lòng ân huệ đãi tôi, dẫu rằng tôi không đồng bực cùng các tớ gái Chúa. Trong bữa ăn, Bô-ô lại nói cùng nàng rằng: Hãy lại gần, ăn bánh này và nhúng miếng nàng trong giấm. Vậy nàng ngồi gần bên các con gặt. Người đưa cho nàng hột mạch rang, nàng ăn cho đến no nê, rồi để dành phần dư lại. Đoạn nàng đứng dậy đặng mót. Bô-ô truyền lệnh cho các đầy tớ mình rằng: Hãy để cho nàng mót, dẫu ở giữa các bó lúa, chớ làm xấu hổ nàng. Cũng hãy rút vài vé trong bó lúa, bỏ rớt cho nàng lượm lấy, và chớ trách móc nàng chút nào. Vậy Ruter mót trong ruộng cho đến chiều tối, đập lúa mình đã mót, hứng được chừng một epha lúa mạch. Nàng vác đem trở vào trong thành, bà gia nàng thấy lúa nàng đã mót. Đoạn Ruter truốt phần bữa ăn dư ra mà trao cho người. Bà gia nói: Ngày nay con có mót ở đâu, con có làm việc ở đâu? Phước cho người đã nhận tiếp con. Nàng nói cho bà gia mình hay mình có làm việc nơi chủ nào. Nàng nói: Người chủ của nơi tôi có làm việc ngày nay tên là Bô-ô. Naomi đáp cùng dâu mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết. Tiếp rằng: Người đó là bà con của chúng ta, vốn là trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp ta lại. Ruter, người Mô-áp tiếp rằng: Người cũng có nói cùng tôi rằng: Hãy ở cùng các đầy tớ ta cho đến chừng làm xong hết mùa gặt. Naomi nói cùng Ruter, dâu mình rằng: Hỡi con gái ta, lấy làm phải cho con đi với các tớ gái người, chớ cho người ta gặp con trong một ruộng khác. Vậy
nàng ở cùng các tớ gái của Bô-ô, Đặng Mót cho đến hết mùa gặt lúa mạch và mùa gặt lúa mì. Nàng ở nhà của bà gia mình. Thi Thiên 87. Cái nền Ngài đã đặt trên các núi thánh. Đức Giê-hô-va chuộng các cửa Si-ôn hơn những nơi ở của Gia-cốp. Ở thành của Đức Chúa Trời đã được nói những sự vinh hiển về ngươi. Ta sẽ nói đến Ra-háp và Babylon là những người trong bọn quen biết ta. Kìa là Philistin và Tyre với Ethiopia. Kẻ này đã sinh ra tại Si-ôn. Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng kẻ này và kẻ kia đã sinh ra tại đó. Chính đấng chí cao sẽ vững lập Si-ôn. Khi Đức Giê-hô-va biên các dân vào sổ thì Ngài sẽ kể rằng kẻ này đã sinh tại Si-ôn. Những kẻ hát sướng và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng các suối tôi đều ở trong ngươi. Chương 27. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về thành Tyre. Hãy nói cùng thành Tyre rằng: Hỡi mày là thành ở nơi cửa biển, buôn bán với các dân của nhiều cù lao. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hỡi Tyre, mày có nói: Ta là sự tốt đẹp trọn vẹn. Bờ cõi mày ở trong lòng biển. Những kẻ xây dựng mày đã làm cho mày nên một thành tốt đẹp trọn vẹn. Họ đã ghép ván của mày bằng cây tùng của Senia, lấy cây bách của Liban đặng làm cột buồm cho mày, làm chèo của mày bằng cây dẻ của Ba-san, lấy cây hoàng dương của đảo Kít-tim làm ván lợp và cẩn bằng ngà voi. Vải gai mịn có thêu của Ê-díp-tô dùng làm buồm để làm cờ xí cho mày. Vải sắc tía xanh của các cù lao Elisha dùng làm màn chán. Dân cư Sidon và Avat là bạn chèo của mày. Hỡi Tyre, những người khôn ngoan trong mày làm kẻ cầm lái của mày. Các trưởng lão ở Gê-banh và người thông thái xứ ấy thì mày dùng để tu bổ chỗ hư hỏng của tàu mày. Hết thảy những tàu biển cùng thủy thủ nó đều ở trong mày, đặng đổi lấy hàng hóa của mày. Người Pherasơ, người Lút, người Phút làm lính chiến trong đạo binh mày. Chúng nó treo thuẫn và mão trụ trong mày và làm nên sự đẹp đẽ của mày. Những người Avat cùng quân lính riêng của mày đầy vách thành mày. Những người mạnh mẽ thì ở trên các tháp. Chúng nó treo thuẫn chung quanh vách thành mày và làm sự đẹp đẽ trọn vẹn của mày. Những dân ở thành Ta-rê-si buôn bán với mày đủ mọi thứ của cải, lấy bạc, sắt, thiết, chì mà đổi đồ hàng hóa của mày. Các dân ở Gia-van, ở Tu-banh và ở Mê-siết buôn bán với mày, đổi lấy hàng hóa mày thì cho mày những tôi mọi và đồ bằng đồng. Những người của nhà Tô-ga-ma đem ngựa, ngựa chiến, la mà đổi lấy đồ hàng của mày. Những người Đê-đan là bạn hàng mày. Sự buôn bán của nhiều cù lao ở trong tay mày đem cho mày những ngà voi, gỗ mun và đổi lấy hàng hóa. Vì tay mày chế tạo rất nhiều nên Siri buôn bán với mày và lấy bích ngọc, vải điều, đồ thêu, vải gai mịn, san hô, hồng ngọc mà đổi hàng của mày. Judah và đất Israel cũng buôn bán với mày thì đem cho mày những lúa mì ở Minit, bánh ngọt, mật ong, dầu và nhũ hương. Bởi tay mày chế ra nhiều đồ của cải đầy dẫy nên Đa-mất lấy rượu nho ở Hên-bôn và lông chiên trắng của nó mà đổi chác cùng mày. Vê-đan và Gia-van đem chỉ đổi lấy hàng hóa mày. Trong hàng hóa đó có sắc sáng, nhục quế và xương bồ. Những người ở Đê-đan buôn với mày bằng thứ vải hoa để phủ trên ngựa. Người Ả-rập và mọi quan trưởng ở Kê-đa buôn bán với mày
và đem đến cho mày những chiên con, chiên đực và dê đực. Những con buôn ở Sheba và Ra-ama buôn bán với mày. Lấy mọi thứ hương tốt nhất, mọi thứ đá quý và vàng mà đổi lấy hàng hóa mày. Haran, Cane và Eden, những con buôn ở Sheba, Asheri và Kinmak đều là bạn hàng của mày. Chúng nó buôn bán với mày những hàng trọng thể, áo màu tía và thêu, vải quý báu xếp trong hòm, dây bện, ván bằng gỗ hương bách. Các thuyền Tareshi vì sự buôn mày mà chở chạy, và mày được đầy dẫy cùng được vinh hiển cả thể trong lòng biển. Nhưng mà những tay chèo của mày đã dẫn mày trên nước lớn, và gió đông đã đập nát mày trong lòng biển. Đến ngày hủy phá của mày, thì của cải, hàng hóa, việc buôn bán của mày, thủy thủ và kẻ coi hoa tiêu của mày, những kẻ tu bổ chỗ hư hỏng của tàu bè mày, những kẻ buôn bán hàng hóa với mày, hết thảy lính chiến của mày ở trong mày, cả đoàn dân đông đầy giữa mày, đều sẽ ngã xuống trong lòng biển. Bởi tiếng kêu của những kẻ coi hoa tiêu, các xóm chung quanh mày đều run rẩy. Hết thảy những kẻ cầm chèo, hết thảy những thủy thủ, hết thảy những kẻ coi hoa tiêu ngoài biển đều xuống khỏi tàu mình và đứng vững trên đất. Chúng nó sẽ làm vang tiếng than khóc mày và trỗi tiếng kêu la cay đắng vì mày. Chúng nó ném bụi trên đầu mình và lăn lóc trong tro. Chúng nó sẽ cạo đầu vì cớ mày và thắt lưng bằng bao gai trong lòng đau đớn vì mày, khóc lóc cay đắng. Nhưng lòng chúng nó đau thương thì làm một bài ca thương về mày và than rằng: ai sánh với thành Tyre là thành bây giờ đã vắng lặng giữa biển. Thuở hàng hóa mày ra khỏi các biển, mày làm cho no đủ nhiều dân. Bởi sự giàu có và sự buôn bán của mày thịnh vượng lên thì làm giàu cho các vua trên đất. Bây giờ, kìa, mày đã tan nát vì các biển chìm dưới nước sâu. Sự buôn bán và dân chúng của mày đều cùng mày chìm đắm. Hết thảy những dân ở các cù lao đều vì cớ mày mà sững sờ. Các vua chúng nó đều khiếp sợ, sắc mặt lo buồn. Những con buôn lập nghiệp trong các dân sĩ bán mày. Mày đã trở nên cớ kinh khiếp, đời đời mày sẽ không còn nữa. Chương 28. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: hỡi con người, hãy nói cùng vua của Tyre rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: vì lòng ngươi đã tự cao và ngươi nói rằng: ta là một vị thần, ta ngồi trên ngai Đức Chúa Trời ở giữa các biển. Dầu lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, ngươi còn là loài người, không phải là Đức Chúa Trời. Này, ngươi khôn hơn Daniel, chẳng có sự mầu nhiệm nào giấu kín khỏi ngươi. Ngươi đã được giàu có bởi sự khôn ngoan và thông sáng của mình, đã thâu chứa vàng bạc trong kho tàng ngươi. Bởi sự thông thạo và sự buôn bán mình thì ngươi đã làm cho sự giàu có mình tấn tới. Vậy lòng ngươi đã đem lên vì cớ sự giàu có của ngươi. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: vì lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, cho nên này, ta sẽ khiến những người ngoại quốc hung bạo hơn hết trong các dân nổi dậy nghịch cùng ngươi. Chúng nó sẽ rút gươm nghịch cùng sự khôn sáng hoa mỹ ngươi và làm ô uế sự vinh hiển ngươi. Chúng nó sẽ xô ngươi xuống hầm hố và ngươi sẽ chết trong lòng biển như người bị giết. Trước mặt kẻ giết ngươi, ngươi còn dám nói rằng: ta là Đức Chúa Trời chăng? Khi ấy, ngươi ở trong tay của kẻ làm ngươi bị thương, thì ngươi là loài người, chẳng phải là Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ chết bởi tay người ngoại quốc như những kẻ chưa chịu cắt bì. Chúa Giê-hô-va phán rằng: ấy chính ta đã nói như vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: hỡi con người,
hãy làm một bài ca thương về vua Tyre và nói cùng người rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp, trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong Ê-đen là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi. Từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Ngươi là một cheru được sức dầu đang che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Nhân ngươi buôn bán thịnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ và ngươi đã phạm tội. Vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời. Hỡi cheru che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem thấy. Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán ngươi không công bình. Ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi, nó đã thiêu nuốt ngươi, và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất trước mặt mọi kẻ xem thấy. Hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi. Kìa, ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời ngươi sẽ không còn nữa. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy xây mặt về phía Si-đôn và nói tiên tri nghịch cùng nó. Ngươi khá nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hỡi Si-đôn, này ta nghịch cùng mày. Ta muốn làm sáng danh ta ở giữa mày. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta sẽ làm sự phán xét và tỏ mình ra thánh trong nó. Ta sẽ sai ôn dịch đến giữa nó và sẽ có máu trong các đường phố nó. Những kẻ bị thương sẽ ngã xuống giữa nó, vì gươm sẽ đổ trên nó tư bề, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Vừa lúc ấy sẽ không có chà chum hay châm chích, gai gốc hay đau đớn cho nhà Israel trong những kẻ ở chung quanh dân ấy và đãi dân ấy cách khinh dễ. Bây giờ chúng nó sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Khi ta đã nhóm nhà Israel lại từ giữa các dân mà chúng nó đã bị tan tác trong đó, và ta đã tỏ mình ra thánh giữa chúng nó trước mắt các dân, thì chúng nó sẽ ở trong đất mình mà ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp. Chúng nó sẽ ở đó yên ổn, sẽ cất nhà và trồng vườn nho. Chúng nó sẽ ở đó yên ổn khi ta đã làm sự phán xét ta nghịch cùng những kẻ ở chung quanh chúng nó, là kẻ đãi chúng nó cách khinh dễ, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch, bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới,
thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.